Xin chào quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị đang tìm kiếm cho mình một mẫu xe nhập khẩu mà nhỏ gọn của những cái dòng xe Toyota thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị một mẫu xe này ạ. Đây, Toyota Avanza phiên bản G số tự động nha quý vị, đời 2019. Xe này hiện tại đang được trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng. Chất lượng của xe thì còn rất là đẹp. Cũng có rất là nhiều vị khách hàng là tìm kiếm những cái mẫu Avanza mà cũ này. Tại vì xe này hiện tại những cái dòng xe cũ á, ở trên thị trường á, thì cái số lượng xe không nhiều nha quý vị. Và đối với chiếc xe này thì hiện tại đang có bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì khi mà quý vị nào mà có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh á, quý vị mua những cái mẫu xe này á, thì quý vị sẽ lợi được tiền bảng số 20 triệu ha. Thì quý vị có thể quan sát phần phía trước đầu xe đây ạ. Đó, dòng xe này là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha quý vị, 2019, chạy khoảng cỡ 65.000 km và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 540 triệu đồng nha quý vị. Đây, 2019 nha quý vị. Nha quý vị này, thấy nước sơn này còn rất là bóng ha. Đó, những cái đường dập nổi trên cái nắp capo này thì còn y như nguyên bản nè, cái cho đèn nè. Đó. Đó, và quý vị có thể thấy là sự liên kết giữa các chi tiết nè, từ về cản nè, rồi tới bộ đèn nè, nó rất là khít với nhau nha quý vị, và nó rất là đồng bộ với nhau nè. Lưới tản nhiệt phía trước đây quý vị, đây cùng đèn sương mù ở dưới đây còn rất là sáng. Đây, bộ vỏ nè, lốp nè, lốp vỏ và mâm thì còn y. Đây quý vị cùng tôi quan sát tổng thể phía ngoài đây ha. Đây nè, đi những cái ghè cửa nè quý vị nè, rồi cản như là về bên đây nè, nó rất là đều nha quý vị. Đó, và nó rất là khít với nhau. Đây phía ngoài quý vị đã thấy là có dán phim cách nhiệt nè. Đó, thấy không? Đây thì tôi mở cửa ra để quý vị cùng tôi quan sát sùng kỹ của xe này ha. Đây quý vị, keo chỉ thì còn y nha quý vị, ốc thì chưa có dấu hiệu tháo mở ha. Đây quý vị, đây sùng cửa nó còn y hết nha quý vị. Đây nội thất bên trong thì quý vị đã thấy là có trang bị đầu DVD nè, có ghế da rồi, có bọc trần ở trên luôn rồi quý vị. Ở dưới thì có trải sàn 3D rồi đó, gần như là đầy đủ để quý vị có thể phục vụ việc đi lại của gia đình hay quý vị chạy kinh doanh. Đây ốc rồi quý vị, ốc và sùng của cửa sau nè, đó còn y nguyên bản hết nha quý vị. Đây cửa sau đây, hồi nãy thì quý vị cũng đã coi rồi, thấy không ạ? Đây hàng ghế sau đây quý vị, nội thất còn rất là mới quý vị. Đây là hàng ghế thứ ba. Xe Innova Avanza đây là dòng xe đăng ký là 7 chỗ quý vị, không phải là 8 chỗ như là những dòng Innova. Đó, có cửa gió ở hàng ghế phía sau nè, và đặc biệt cái dàn lạnh của trên những cái mẫu xe Toyota thì cái dàn lạnh lạnh rất nhanh và sâu, nên là quý vị ngồi ở trong xe này với những cái cửa gió như thế này á thì quý vị không có sợ nóng đâu ha. Đây quý vị có thể chỉnh gió dễ dàng, đây hướng gió đó, thì quý vị ngồi với gia đình nhỏ nhỏ, quý vị đi di chuyển trong cái xe này á thì rất là nhỏ gọn và thoải mái nha quý vị. Còn đây là bộ vỏ và bộ mâm phía sau. Đây quý vị, đây ký hiệu là Avanza G. Đó, phía sau thì đã có trang bị cảm biến nè, rồi camera dè nè. Đó, như tôi nói là đủ để quý vị có thể phục vụ cái việc đi lại của gia đình quý vị mà. Đây đó, tổng thể các khoang động cơ phía sau nè, và quý vị có thể thấy là ở đây có ốc chưa hề có hiện tượng tháo mở nè, sùng chỉ trên xe thì còn y hết nè. Đó, đây nha quý vị, đây quý vị thấy này, hàng ghế sau này ngồi này, và cái không gian trong xe
cái thân xe tương đối cao thì quý vị ngồi trong xe thì không gian nó sẽ thoáng đãng để quý vị có thể di chuyển trên những cái chặng đường xa thoải mái nha quý vị. Đây. Này, quý vị thấy không? Nhìn những chi tiết nó rất là liền lạc với nhau ha. Nó rất là khớp với nhau. Rồi cửa này. Đó, màu sơn rất là bóng bẩy nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Chi tiết cửa tài nè. Đây. Thấy không quý vị? Nhìn còn rất là liền ha. Đó. Đây. Đây. Tiếp ghế này. Đó, không gian nội thất phía trong nè quý vị. Thì quý vị có thể thấy là hệ thống trang bị điều chỉnh âm lượng này, chuyển kênh này, chuyển chế độ này, rồi màn hình này. Đầu DVD, đầu DVD owner nè quý vị. Đây là cái đầu mà cho chất lượng âm thanh nghe rất là hay. Đó, quý vị thấy không? Nói chung nội thất xe này cũng như là ngoại thất thì y như xe mới nha quý vị. Rồi, mời quý vị ra phía trước cùng tôi quan sát cái khối động cơ của mẫu xe này ha. Đây là tổng thể cái khoang động cơ đây quý vị. Đầu tiên chúng ta quan sát cái capo trước đi ha. Nè, capo chưa có dấu hiệu tháo mở quý vị. Và quý vị hãy cùng tôi quan sát keo chỉ ở trên này ha. Đây quý vị. Đó. Quý vị thấy không? Keo chỉ chưa có hiện tượng tháo mở ha. Đây. Quý vị thấy không? Ổn, tất cả các chi tiết đều ổn hết. Đó, những cái môi hàng nè. Đó, rồi cái thân dòng dọc trước nè. Đó, phía bên này ổn nha quý vị. Còn phía bên này nè. Đó, quý vị thấy những cái môi hàng không? Rồi cái này nó cắn từ cái bình quy rồi chúng ta không thấy rõ ở đây. Đó. Thấy không? Còn đây là khối động cơ trên mẫu xe này. Đây quý vị nhìn thấy những con ốc trên thân máy không, vẫn còn y nguyên nha quý vị, chưa hề có hiện tượng tháo mở trên những con ốc này. Đó. Và đặc biệt nữa là con ốc của bô này, quý vị có thể thấy này, chưa có hiện tượng tháo mở gì hết ha. Đó, đó, khoang máy thì rất là nhỏ gọn. Thì như tôi báo quý vị, hiện tại mẫu xe Toyota Avanza G số tự động này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 540 triệu đồng. Mời quý vị có nhu cầu về mẫu xe này, vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm ha, để tôi có thể tư vấn quý vị và hỗ trợ quý vị tốt nhất về mẫu xe này. Đó, quý vị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Và mời quý vị đăng ký kênh YouTube này để quý vị sẽ là người đầu tiên cập nhật những cái mẫu xe mới tại Toyota Tân Cảng nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.